quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại làng Quan Xuyên, hay còn gọi là làng Cửa Sông, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Theo sử sách, từ xa xưa, làng Quan Xuyên đã nổi tiếng là một ngôi làng có bề dày về văn hóa lịch sử. Trải qua những thăng trầm của thời gian, người dân nơi đây vẫn luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, giữ gìn gần như nguyên vẹn những giá trị vật thể, phi vật thể của cụm di tích trong làng. Đó là đình Quan Xuyên, chùa Quan Xuyên, miếu Thượng, miếu Hạ, miếu Trung, văn chỉ, nhà sắc, hay còn gọi là nhà hội đồng, nơi lưu giữ những giấy tờ quan trọng của làng. Song có giá trị hơn cả vẫn là đình Quan Xuyên, một công trình đã trường tồn qua 5 thế kỷ. Và năm 1989, ngôi đình đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đình làng Quan Xuyên tọa lạc ngay ở đầu làng trên thế đất Long Ngự, nhìn ra hướng Tây, phía trước là sông Hồng, phong cảnh hữu tình nên thơ. Đình Quan Xuyên có nhiều giá trị đặc sắc. Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, đời vua Lê Chiêu Tông 1516-1522. Xung quanh đình đều có hào nước bao bọc. Bước qua cây cầu là cổng Nghi Môn. Nghi Môn còn lưu lại những nét kiến trúc độc đáo từ thời nhà Nguyễn với những mảng chạm khắc bằng vôi vữa vô cùng tinh xảo. Bên trong là khoảng sân lớn, bốn góc sân có bốn cửa ra vào, gồm Bắc Môn, Nam Môn, Đông Môn và Tây Môn. Không gian mái đình tỏa rộng, bề thế, mang đậm kiến trúc thời Hậu Lê. Bên cạnh đình là giếng cổ. Theo các cụ cao tuổi, giếng cổ là tượng trưng cho mắt rồng. Ngay cạnh giếng cổ là tấm bia đá có niên đại năm Chính Hòa thứ 10 1689. Trên bia ghi tên những người có công đóng góp trùng tu đình. Cái quận đình làng chúng tôi thì xây dựng theo kiểu chữ đinh, trồng dầm giá xiêm. Các ván được chạm trổ bằng các hình dáng của tứ linh và tứ quý. Tiền tế là gồm 5 gian và 2 trái. Các gian bên trong thì đều được chạm khắc rất là công phu. Bên trong tiền tế là trung từ và bên trong là hậu cung. Cái bên ngoài thì trên này là những bức hoành phi câu đối và bức đại tự. Thì vẫn còn giữ được như vậy là 5 cỗ kiệu. Trong hậu cung của tôi bây giờ thì tuy rằng là mấy trăm năm nay rồi, nhưng mà dân làng vẫn giữ được các cái đồ thờ tự quý hiếm. Hiện nay là chúng tôi vẫn còn giữ được 5 cái ngai thờ của 3 vị thượng đẳng thần và 2 vị trung đẳng thần. Từ thời kỳ xây dựng đình đến nay là khoảng 500 năm vẫn còn giữ được, vẫn còn nguyên. Mặc dù là trong chiến tranh, rồi trong các cái chế độ xã hội khác nhau, dân làng vẫn cố gắng giữ gìn được đến bây giờ. Tương truyền, đình được xây dựng khi Vũ Quang Chiếu và Phạm Công Nghi trở về làng Quan Xuyên kết nghĩa anh em. Tại nơi tổ chức yến tiệc kết nghĩa, thấy thế đất đẹp, Vũ Quang Chiếu đã cho xây tòa đình để hội họp và bàn việc làng. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đình Quan Xuyên vẫn bảo tồn lưu giữ được gần như nguyên vẹn. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử và văn hóa, năm 1989, đình Quan Xuyên đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đình làng tôi còn giữ được nguyên vẹn 23 đạo sắc phong của tất cả các triều đại phong kiến đã ban cho làng được phép thờ cúng tam vị đẳng thần và nhị vị tôn thần Thanh Hoàng. Đấy. Thì 23 đạo sắc phong này từ thời Cảnh Hưng thứ 11 1750 cho đến thời Khải Định đời thứ 9 1924. Trong này có một bảo vật. Đây là một bài thơ của tác giả là cụ Chu Mạnh Trinh, người Mễ Sở Văn Giang, là quan đầu chủ triều Nguyễn. Bài thơ này là bài thơ có tựa đề
là Dạ Trạch Tiên Gia Phú. Đây là một bài thơ về gia đình nhà Tiên, thì cũng là một, coi như là một một bức đại tự để thờ Trừ Đồng Tử. Và đây chính là một cái bảo vật mà duy nhất chỉ có làng tôi và ở trên Đa Hòa mới có bài thơ và khắc trên gỗ này. Bên cạnh chức năng là nơi thực hành tín ngưỡng, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đình Quan Xuyên là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng, nơi cất giấu vũ khí đạn dược, nơi tập kết lương thực thực phẩm, chi viện cho chiến trường miền Nam từ năm 1961 đến năm 1965. Đình còn được trưng dụng làm trường học cho con em trong xã, nơi sơ tán tránh bom Mỹ của thầy trò trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Là trong những năm kháng chiến, cái năm 47-48, đình làng là một nơi che giấu và cũng là cái nơi án ngữ và nơi tiền tiêu. Đối với dân quân du kích của địa phương thì ở đây có một cái đơn vị, gọi đơn vị bộ đội anh Bình là cái đóng ở đây. Trong 2 năm, năm 4 và năm 5, đình lại là phục vụ làm kho chứa thóc ở đây. Sau 2, sau 3, sau 4, đình đây lại là nơi phục vụ các cháu học, lúc bây giờ không có trường. Và đến năm 65 thì nơi đây là chứa kho đạn của quân đội mang về đây. Ở đây là cái nơi tiễn đưa hàng trăm anh em thanh niên ở làng đi chiến đấu. Theo cổ truyền, cứ 3 năm một lần, lễ hội truyền thống đình Quan Xuyên được tổ chức từ ngày mùng 10 đến ngày 13 tháng 2 âm lịch vào các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Lễ hội đình Quan Xuyên là lễ hội vô cùng đặc sắc, chứa đựng những tầng dày văn hóa, trong đó có tín ngưỡng phồn thực, một nghi thức đặc trưng của nền văn minh lúa nước, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đây cũng là truyền thống uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công lao của các bậc có công với quê hương, đất nước. Lễ hội làng Quan Xuyên còn bảo lưu được nhiều giá trị văn hóa tín ngưỡng rất có giá trị trong cả phần lễ và phần hội. Phần lễ có lễ dâng hương và lễ rước nước với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Song song với phần lễ, phần hội có nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian và nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như vật lầu, vật lão, chọi gà, cờ tướng, đi cầu kiều, bắt vịt trên sông, bịt mắt đập liêu. Thông qua các trò chơi giúp cho người dân trong làng hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh. Trong lễ hội làng Quan Xuyên có một trò chơi vô cùng độc đáo, đó là vật lầu. Trò chơi này có 72 vật thủ chia làm 2 đội, mỗi đội gồm 36 người. Theo cổ truyền, vật thủ đều phải là trai tráng chưa vợ, tuổi đời từ 18 trở lên. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, những lễ hội gần đây, quy định này đã có những điều chỉnh hết sức linh hoạt nhưng vẫn giữ được những nét đặc sắc của trò chơi. Thông qua trò chơi vật lầu, người dân Quan Xuyên mong muốn nhân dân trong làng, đặc biệt là trai tráng, luôn đoàn kết một lòng, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, làm giàu cho gia đình và xã hội, sẵn sàng giúp dân, giúp nước. Thưa quý vị, đình Quan Xuyên được xây dựng cách đây hơn 5 thế kỷ. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, ngôi đình vẫn sừng sững uy nghi, vững vàng trên thế đất Long Ngự, phong cảnh hữu tình. Đình Quan Xuyên là một công trình kiến trúc nghệ thuật mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa mà cha ông để lại, cần được bảo tồn và gìn giữ. Và thưa quý vị, nếu như có dịp, xin mời quý vị hãy cùng về thăm mảnh đất Quan Xuyên để cùng khám phá những giá trị về văn hóa vật thể và phi vật thể ở nơi đây. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.